Thầy Dương rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tập phim may mắn niềm vui đầu tuần vào lúc 20h45 phút thứ hai hàng tuần. Như thường lệ, không gian này chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua đáp án của những tập phim may mắn trong tuần qua, cũng như là biết được những vị khán giả nào đã nhận được giải thưởng của chương trình. Ở tập 20, Rawee đã rời khỏi Wai Xả Ly đến Aruna trong khoảng thời gian bao lâu? Chúng ta hãy cùng xem đáp án nhé. Bước Dương, một tháng rồi. Kể từ ngày Rawee rời khỏi Wai Xả Ly, bây giờ nó sắp kết hôn với Sasina rồi. Rawee quả thật là một người tài giỏi. Ở tập 21, có thứ gì trong chiếc hũ chôn ở phía nam vương quốc Aruna? Chúng ta hãy cùng xem đó là gì nha. Chúng thần thấy có người chôn vật này ở phía nam. Khi chúng thần dây bắt, bọn chúng đã chống trả đến chết, nên thần vội mang vật này đến cho quốc vương. Đây có thể là vật mà quốc vương cần. Là mắt người. Không nhầm đâu quốc vương. Trong tập 22, vì sao con dao Rawee đưa cho Sasina có thể gây sát thương cho Thawan? Hãy cùng xem đáp án là gì nào. Nguyệt sang của người phụ nữ sẽ hóa giải mọi pháp thuật. Con dao này đã được nhuộm máu của sự sống đó rồi. Khi nào máu của sư phụ ta tuôn ra, thì pháp thuật bất khả xâm phạm sẽ yếu đi. Nàng hãy nắm lấy cơ hội đó. Xin chúc mừng những vị khán giả đã có đáp án đúng với chương trình và nhận được giải thưởng của chương trình là 200.000 đồng. Mời các bạn liên hệ với fanpage Long An TV để phát thanh và truyền hình Long An hoặc là gọi đến số điện thoại 02723 821890 để nhận giải. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của truyền hình Long An.